Thành thân là chuyện vui nhất trong đời người. Con xin chúc sư phụ phu thê đồng lòng. Sư phụ, mấy ngày tới thu dọn đồ đạc, chuyển vào cung Chiêu Minh đi. Hải thị đã xin với bệ hạ, không lâu nữa sẽ xuất phát tới Hoàng Tuyền Quan. Hoàng Tuyền Quan? Đến Hoàng Tuyền Quan không phải chuyện nhỏ. Con lại dễ dàng tự ý quyết định như vậy sao? Chuyện này đúng là nên thương lượng trước với sư phụ. Nhưng gần đây sư phụ bận rộn, thời gian đến phương Bắc lại gấp. Việc quá gấp nên con phải tự quyết định. Có lý do không thể không đi sao? Nói đi. Hải thị một lòng noi theo sư phụ, gạt hết những mong muốn riêng tư sang một bên, hết sức vì đất nước, trung thành với bệ hạ. Tuy ở kinh thành cũng có thể rèn luyện được, nhưng suy cho cùng thì vẫn không bằng đi lên phương Bắc. Hoàng Tuyền Quan là nơi hiểm yếu của Đại Trưng, chỉ có đến đó thì mới có thể đối đầu chính diện với kẻ địch học hố hùng mạnh. Cũng tốt, đến đó sẽ rất có lợi cho tiền đồ của con. Nếu như sư phụ không còn việc gì khác thì hãy thị xin cáo lui trước. À đúng rồi, lần này đi hay là không thể uống rượu mừng của sư phụ và cốc điển y được. Người có tình trong thiên hạ, có thể thành đôi đúng là không dễ dàng. Thành thân là chuyện vui nhất trong đời người. Con xin chúc sư phụ phu thê đồng lòng. Sư phụ nói chuyện dài dặn thế, rốt cuộc người lớn hơn chúng con mấy tuổi chứ? Hồi nhỏ lớn hơn vài tuổi cũng coi là lớn hơn, gần đây tuổi tác lớn dần, số tuổi cũng không còn rõ ràng nữa. Nếu không vừa chăm sóc chúng con, có lẽ sư phụ đã thành thân lâu rồi. Bây giờ chúng con chắc đã có rất nhiều cháu. Mấy ngày nữa là thi cưỡi ngựa bắn tên. Những môn này trước giờ con đều rất giỏi. Cố lên. Con biết rồi sư phụ. Đa tạ sư phụ.